Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện có tựa đề Người khách bội bạc. Trong quân đội của vua Philip có một anh lính nghèo nhưng rất là dũng cảm. Do đó nhà vua rất yêu mến, tin tưởng anh. Thế rồi một hôm, anh đang lái thuyền trên biển, bỗng nhiên gió bão ung ung kéo đến. Gió mạnh đến nỗi xô thuyền và mạnh vào đá vỡ tung. Anh cố gắng chống chọi ở trong nước đến khi tưởng sắp kiệt sức thì dạt được lên bờ. Có một người nông dân tốt bụng đã cứu và chăm sóc anh. Lúc khỏi bệnh về nhà, anh đã không ngớt lời cảm ơn lòng tốt của người nông dân và còn hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng này. Nhưng anh lính này không hề tâu lại với nhà vua về người nông dân tốt bụng đó, mà nói là có một cái nông trang màu mỡ. Anh ta rất là muốn chiếm nông trang này cho mình. Nhà vua hỏi: "Thế chủ nhân của nông trang này hiện giờ là ai?" Anh ta nói là một người nông dân tham lam, từ trước đến nay chưa hề đóng góp gì cho nhà vua cả. Nhà vua nghe nói xong: "Được rồi, vì ngươi phục vụ cho ta đã lâu, ta sẽ lấy lại nông trang đó bàn cho ngươi." Thế là anh lính liền đuổi ân nhân của mình ra khỏi nông trang, nghiễm nhiên chiếm nông trang riêng cho mình. Người nông dân tội nghiệp lấy hết dũng khí đi tìm gặp vua, kể lại toàn bộ sự thật cho vua nghe. Nhà vua nghe xong, thấy tức giận, bèn gọi anh lính đến. Nhà vua sai người in dòng chữ "Người khách bội bạc" vào tước ngực anh lính, để ai ai cũng biết rằng người này giàu có lên chính vì quên ơn phụ nghĩa, vì mưu lợi cho mình đã làm hại người khác. Từ đó trở về sau, mọi người đều tránh xa và căm ghét anh ta. Câu chuyện Người khách bội bạc đến đây là hết rồi. Hãy nhớ đăng ký và ấn chuông để nhận được những câu chuyện từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những câu chuyện lần sau nhé.